Xin chào anh chị em đam mê Liên Quân, lại là mình Bóc Liên Quân đây. Vị tướng 114 của Liên Quân đã chính thức ra mắt sau bao ngày được mọi người mong chờ. Thật ra vị tướng này cũng ra mắt được 2-3 ngày nay rồi, nhưng mình trải nghiệm lâu một chút để anh em có cái nhìn tốt nhất về vị tướng này. Còn một lý do khác mà mình không ra được video sớm là vì ở bản máy chủ thử nghiệm, mình không có cách nào ghép đấu với người được. Nghe nói hình như cũng đang bị lỗi gì ấy nên chắc là tự test thử 1v1 hoặc là đánh với máy để anh em có thể hình dung trước được nhé. Giờ thì cùng mình phân tích về vị tướng này nghe thôi nào. Ấy mà trước khi vô chuyên mục chính, đừng quên dùng khoảng chừng là 2 giây nhấn like, chia sẻ và subscribe cho kênh Bóc Liên Quân để tiếp thêm động lực cho chúng mình nha. Ok, let's go thôi nào. Thì trận này mình chơi sương sương với máy để anh em có thể hiểu rõ chất tướng hơn nha. Rồi trận sau thì mình sẽ test với người theo kiểu solo để anh em có thể tham khảo nhé. Đánh giá tổng quát thì vị tướng này là sự kết hợp của nhiều vị tướng như chiêu 2 của Vera. Ngoại hình chiêu 3 thì mình thấy giống với của Alice, thêm sự hút hút của Crack. À còn chiêu 1 thì hơi giống của Celica. Đi vào chung chi tiết từng chiêu nhé. Đầu tiên đến với nội tại của Bonnie thì mình để ý khi nào mà kích được kiểu 2 lần chiêu 1 chồng lên nhau hoặc 1 lần chiêu 1 và 1 lần chiêu 2 thì cô nàng này sẽ được tăng tốc chạy khá nhiều. Còn sang chiêu 1 của cô nàng thì Bonnie sẽ ném một con thỏ vàng đến vùng chỉ định. Lúc này thì gây một lượng sát thương phép tương đối thôi. Sau đó con thỏ vàng vẫn sẽ ở lại chỗ cũ một thời gian ngắn. Để tối đa hóa chiêu này thì các bạn có thể chồng 2 chiêu 1 lên với nhau hoặc kết hợp chiêu 1 và chiêu 2 lại sẽ gây ra một vụ nổ hơi sát thương phép tốt hơn. Còn nữa, khi các bạn đạt được cấp độ và giảm hồi chiêu đạt mức tối đa thì chiêu 1 các bạn có thể spam nhiều lần bằng cách đặt 2 chiêu 1 ở hai bên rồi đặt cái thứ 3 ở giữa thì nó sẽ tạo ra vụ nổ sát thương diện rộng là rất tốt. Thêm nữa, khi chiêu chồng chiêu thì sẽ kích hoạt được tốc chạy của cô nàng này, sẽ khiến cho các tướng thiếu cơ động khó mà đối đầu với Bonnie. Điều cuối cùng thì chiêu này anh em có thể dùng để check sai các bụi nhé. Nói tiếp đến chiêu 2, Bonnie sẽ quăng con thỏ đến để trói cây địch lại. Nhìn na ná giống chiêu 2 của Vera, các bạn quăng chiêu 2 trước rồi thả thêm chiêu 1 là lượng đam cũng hơi bị khủng, đồng thời bản thân còn được tăng tốc chạy. Đặc biệt, chiêu này còn giúp các bạn sử dụng chiêu 3 một cách dễ dàng hơn. Còn chiêu cuối, Bonnie sẽ quăng ra một vòng xoay khiến kẻ địch bị hút lại, đồng thời gây sát thương phép. Và vòng xoay kết thúc thì kẻ địch sẽ bị choáng, cộng thêm là sẽ nổ sát thương phép một lần nữa. Chiêu này khống chế thì ngon đấy, nhưng mà lúc kẻ địch bị hút lại mà họ lên giày kiên cường hay giáp phép thì mình thấy vẫn chạy ra được khỏi vòng như bình thường luôn. Nhưng mà nếu thả chiêu 3 rồi dùng chiêu 2 để trói chân thì chạy bằng trời nhé. Chủ yếu theo mình thì Bonnie có thể chơi theo lối phép đứng giữa là đam sẽ mạnh nhất, hoặc là đi SB vẫn rất là ổn áp luôn. Con này mà đi SB lên đồ theo kiểu làm chậm cũng hết nước chấm liền. Kiểu này chắc là Aliku của tôi sắp có đối thủ cạnh tranh rồi anh em ạ. Khi chơi thì các bạn hãy nâng mát chiêu 1 trước, tại vì đây là chiêu sát thương chính của cô nàng, rồi đến chiêu 2, chiêu 3 theo đúng các cấp độ. Còn về combo thì hiện tại mình nghĩ là chiêu 3, chiêu 2, chiêu 1. Chiêu 1 sẽ là ok nhất nha, còn lúc cấu rỉa các bạn có thể dùng chiêu 1, chiêu 2 rồi tiếp đến chiêu 1 cũng được. Cái này thì khi nào tướng ra mắt chính thức rồi mình sẽ làm kỹ hơn ha. Còn về bộ trang bị thì mình nghĩ cứ lên full phép để tối đa hóa sát thương cô nàng này gây ra nhé. Cụ thể như sau, giày phù thủy hoặc giày hồi chiêu, trượng bùng nổ, vương miện hy kết, trượng hỗn mang, quả cầu băng xương, cuối cùng là sách thánh. Còn phù hiệu sẽ ưu tiên thần quang để tăng sát thương và bổ trợ bằng phép tốc biến để thoát thân khi đối đầu với những sát thủ cơ động nhé. Còn bảng ngọc thì mình thường hay sử dụng bảng ngọc như này cho hầu như mọi thứ phép. Ngọc đỏ thì mình dùng 10 viên công phép xuyên giáp phép, sang ngọc tím sẽ là 10 viên tốc đánh, tốc chạy, cuối cùng là ngọc lục thì 10 viên tốc đánh xuyên giáp phép. Đây, trận này test 1v1 mới gặp người thôi, chứ 5v5 mình không có vào đánh với người được anh em ơi. Thì chơi được tầm 3-4 trận nhưng phải đến trận thứ 5 mình mới gặp được một bạn test Bonnie giống mình. Quay cái là mình quên quay lại trận đó nên chỉ xem được theo cách này thôi. Anh em thông cảm chút nhé, Bonnie mà đối đầu với Bonnie thì chỉ dùng kỹ năng chơi với nhau, chứ ngọc hay lên đồ thì cũng như nhau thôi à. Lúc đầu đấu thì mình tập trung dọn lính trước, xong thấy đối thủ dùng chiêu 3 rồi là tới công chuyện với mình luôn. Các bạn cứ theo combo chiêu 3, chiêu 2 để trói rồi lên chiêu 1 là máu tụt hơi bị ghê luôn đấy. Chứ mình thấy dùng chiêu 2 trước chiêu 3 thì lúc chiêu 3 hút lại khả năng địch chạy vẫn có thể nhé. Rồi mới giết 2 mạng mà hình như là hết trận luôn rồi hay sao anh em ạ. Thôi thì test tướng xương xương với người thế này cũng được rồi anh em nhỉ. Đó cũng là toàn bộ phân tích của mình về vị tướng Bonnie này. Có anh em nào đã test sức mạnh bá đạo trên từng hạt gạo của vị tướng này ở máy chủ thử nghiệm giống như mình không? Anh em có cảm nhận gì về sức mạnh của Bonnie? Cùng để lại bình luận xuống bên dưới cho mình biết nhé. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những nội dung tiếp theo. Bye bye!